Lúc ở nhà mẹ không là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Có bà mẹ là hai cô giáo, mẹ bà cô đó mẹ hiền. Ăn vui à? Vui à? Vui hạnh hát bây giờ hạnh hát ấy. Đêm ấy. Trong đêm trái tim này xót xa. Người yêu ơi hay quên chắc có lẽ ta được an bình. Người nơi quê vì một nhiều nỗi đắng cay. Ngoài thế giới khát mang em đi chẳng thể nào có cánh xa hai phương trời. Chị nói chị làm bên gì chị? Còn bà gì nó hẳn. Bà gì nó hẳn. Bà gì nó hẳn. Bà gì nó hẳn hát đấy hẳn. Hát cho chị nghe hẳn. Bữa nay chị vô nữa. Bà vô nữa. Bài chị cái đó vô người đi một ra coi, chị còn là ai mà hát người đi một ra coi, người đi hát giao vô như trời hát đi người ba ơi, hát giao vô đi nha, bài người vô nha, bài gì bài nhạc người mới, chị đang ở đây mà mày hát nhạc mang nhạc người đi, nhạc nào mới á, nhạc nào mới hả, nhạc lịch xưa rồi, nhạc lịch xưa hát gì nữa. Quê hương ơi có gì đẹp hơn thế, thơm ở trên đầu này về. Tình yêu bắt đầu dịp vào đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay. Từ bàn tay xưa kéo trong gió mát, khi đậm buồn sâu đã không có về. Bàn đôi tay xưa điều mấy cây, vì không quá đơn vì đường đã mơ cho đến hôm nay. Những chàng trai mẹ đang cấy cày và bao cô gái ở ruộng mấy cây. Chiếc cầu trẻ thông thăng nhỏ bé ấy đang thổi lên đường đê đã rồi. Khi tới trưa nay ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Được vô không? Ông nhông con đây. Anh ngồi xuống ăn đi. Ăn đi. Bình chân là kiểm chất kiểm chất là sao? Sao? Kiểm chất là sao? Kiểm chất là sao? Là sao? Là em kiểm chất là sao? Còn đâu có xăm không? Thì mẹ mẹ nói là
là giờ mẹ gửi trái cây cho em. Rồi xíu nữa là trái cây đó em đơm mẹ Quang Âm. Đơm mẹ Quang Âm phù hộ. Cho em mau hết bệnh. Rồi về làm với rồi đi về rồi làm phụ mẹ. Làm cái gì nha? Hả? Làm cái gì nha? Ừ, không có gì hết. Cố gắng nha. Em đi ăn xong rồi nha, xíu nữa chị kêu em rồi em lấy nha. Anh đi. Ngon không chú? Cơm ngon đúng không? Ăn một hai tô. Trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sao hả? Sao không ăn nữa? Ăn cơm tiêm nha. Cho cái cô, cho thịt nhắc cái trứng nha, thịt trứng nha. Nha. Không phải của ai á, của người ta. Con muốn ăn cơm đúng không? Con đi kiếm tô á, đi kiếm tô á. Đây nè, tô đây nè. Bỏ lại cho cái khác. Thầy đây.